Họp báo trước trận Việt Nam với Dortmund, huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu cực kỳ cứng rắn. 7 năm sau trận giao hữu với Man City trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội giao hữu với một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đó chính là Borussia Dortmund. Cuộc so tài giữa Việt Nam với Dortmund diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, 30 tháng 11, là cơ hội quý giá để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trực tiếp học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để hướng tới AFF Cup 2022. Dù không mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam sau nhiều cầu thủ tham dự World Cup 2022, cùng với ngôi sao Marco Reus đã dính chấn thương, nhưng Dortmund vẫn là một đội bóng hùng mạnh. Đội chủ của sân Sina Iduna Park là một đối trọng của Bayern Munich trong cuộc đua vô địch Bundesliga, đồng thời thường xuyên góp mặt tại sân chơi Champions League. Dortmund là một đội bóng mang tính chất Đức điển hình với tính khoa học chặt chẽ trong pha làm bóng lẫn tổ chức lối chơi. Đối đầu với một đội bóng như vậy sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam trải nghiệm được sự khác biệt về đẳng cấp, chiến thuật từ các câu lạc bộ hàng đầu để rèn luyện tự tin, qua đó rút ra bài học về cách vận hành tổ chức lối chơi trong tương lai. Chúng tôi là đội tuyển quốc gia, không phải là các câu lạc bộ như khi Dortmund thi đấu ở Singapore, Malaysia. Tại sao chúng ta lại nghĩ mình sẽ thua? Trước trận đấu không nên nói chuyện thua. Có thể chúng ta sẽ chiến thắng thì sao? Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Theo kế hoạch, trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 30 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây sẽ là màn khởi động của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị AFF Cup năm 2022 diễn ra vào cuối năm. Trước khi tới Việt Nam, câu lạc bộ Dortmund cũng đã có hai trận giao hữu tại Malaysia và Singapore và đều giành chiến thắng tưng bừng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng những bại bình của Dortmund vừa qua chỉ ở tầm câu lạc bộ, còn đội tuyển Việt Nam hội tụ những nhân tố chủ chốt của cả quốc gia nên chưa chắc thất bại trước đội bóng của nước Đức. Cuộc họp báo hôm ngày 29 tháng 11 trên nước ra người Hàn Quốc đánh giá cao về năng độ trình lực của câu lạc bộ Dortmund, song nhấn mạnh học trò của đội tuyển Việt Nam của ông sẽ không nghĩ tới một kết quả thua trước một đối thủ mạnh đến từ Đức. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, vì vướng lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2022 sau 4 ngày kể từ thời điểm tập trung, đội tuyển mới đủ quân số hôm ngày 27 tháng 11, ngoài trừ trường hợp của Quang Hải. Trận giao hữu với câu lạc bộ Dortmund được xem là một thử thách quá sức đối với đội tuyển Việt Nam vì họ là đội bóng vô địch và có lịch sử lâu đời tại Đức, từng đoạt nhiều danh hiệu cao quý ở đấu trường châu Âu. Đây cũng là một trải nghiệm hiếm đối với các tuyển thủ của Việt Nam, giúp họ phát triển năng lực. Ở đội tuyển có nhiều cầu thủ thâm niên, họ sẽ hiểu được triết lý của tôi, nhưng đồng thời cũng sẽ có nhiều nhân tố mới. Nhưng tôi cũng muốn thử nghiệm xem họ thể hiện ra sao. Những cầu thủ mới có thể chơi tốt ở câu lạc bộ rồi, nhưng lên tuyển thì phải xem đã. Ngoài Dortmund thì cũng có nhiều cầu thủ giỏi, đó sẽ là thử thách chất lượng. Huấn luyện viên Park chia sẻ, tôi vẫn chưa quyết định đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam chậm chán với Dortmund vì nhiều cầu thủ chưa kịp hồi phục thể trạng sau khi thi đấu Cúp Quốc gia vừa qua. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng đừng bao giờ suy nghĩ rằng chúng ta sẽ thua đối thủ, ông Park cho biết thêm. Ở lần tập trung đội tuyển quốc gia kỳ này, ông Park đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ vào ban huấn luyện muốn đánh giá năng lực thật sự của nhóm tài năng này. Đây cũng sẽ là những bước khởi đầu trong hành trình trẻ hóa đội tuyển quốc gia Việt Nam, tuyển chọn nhân tài đủ tầm để thay thế lứa đàn anh hiện tại. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh niềm vui khi đội tuyển Việt Nam giao hữu với đội bóng hàng đầu như Dortmund, khẳng định toàn đội sẽ chơi nỗ lực để cống hiến cho khán giả trong trận đấu hay. Với mỗi một cầu thủ Việt Nam, khi được tiếp đón các đội bóng lớn trên thế giới đều rất hào hứng và vui mừng. Bình thường mọi người chỉ được xem qua TV mà thôi. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị AFF Cup nên toàn đội sẽ tập trung và tuân thủ chiến thuật, có một trận đẹp cống hiến cho khán giả, Hùng Dũng đã nói. Đúng như những gì huấn luyện viên Park Hang-seo và Hùng Dũng chia sẻ với câu lạc bộ Dortmund, đó có thể là một trận đấu vô thưởng vô phạt, nhưng với đội tuyển Việt Nam mà nói thì nó lại có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ đặt ra rất nhiều mục tiêu trong trận đấu với đại diện Bundesliga. Chẳng đơn giản để lấy tiếng thơm cho riêng mình mà nó còn ảnh hưởng tới AFF Cup năm 2022, bắt đầu khởi tranh. Nói đơn giản, ông Park muốn các học trò đánh bại Borussia Dortmund để hòng tạo ra tâm lý cho đội nhà trước khi bước vào cuộc chinh chiến với đội tuyển Việt Nam. Và muốn có chiến thắng, chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ phải đá thật hay và dốc hết sức lực trong cuộc đối đầu này. Không chỉ có thế, đối đầu với Borussia Dortmund cũng là một cơ hội tốt nhất và duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam tổng duyệt đội hình cho AFF Cup. Phần còn lại của thời gian tập luyện thì chủ yếu là thi đấu nội bộ. Cơ hội một số tân binh được ra sân trong trận đấu này là không cao khi mà thuyền trưởng người Hàn Quốc cần tạo đà tâm lý cho các cầu thủ. Tuy nhiên, thay vì quyết tâm chiến thắng, huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng hết những gì mà mình có và sẽ thận trọng tránh lộ bài hoặc là chấn thương để có thể xảy ra với các cầu thủ được đặt lên hàng đầu. Đây mới là điều mà buộc ông Park phải đeo đầu, nên phải nói rằng cuộc đối đầu với Borussia Dortmund không chỉ đơn thuần là giải giao hữu cho vui như mọi người nghĩ.
Về phía vị huấn luyện viên Edin Terzic của Dortmund, ông cho biết sẽ thử nghiệm cầu thủ trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Chuyên gia của đội bóng Đức nhấn mạnh, chuyến du đấu ở châu Á là cơ hội để các cầu thủ Dortmund ghi điểm với ban huấn luyện. Nhưng dù ra sân trong đội hình thế nào, đại diện của Bundesliga cũng rất mạnh. Tại cuộc họp báo trước trận, vị huấn luyện trưởng của Dortmund cho hay, chúng tôi coi chuyến đi sang Việt Nam không chỉ có trận đấu mà còn muốn tìm hiểu văn hóa đất nước và kết nối với người hâm mộ. Tôi biết trận đấu này khá khó khăn và không dễ dàng với Dortmund. Nhật Bản đã thắng Đức ở World Cup, còn Việt Nam đã hòa Nhật Bản cách đây 8 tháng. Trong trường hợp mà Marius không thể thi đấu với đội tuyển Việt Nam bởi cầu thủ này dính thương, và đó cũng là lý do Marius không thể tham dự World Cup. Vị huấn luyện trưởng cho biết, cụ thể tiền vệ Marius theo đồng đội đến Hà Nội nhưng không thể thi đấu. Anh bị rách một phần dây chằng mắt cả chân và dẫn tới việc lỡ hẹn World Cup 2022 cùng với đội tuyển Đức. Ở trận giao hữu vừa qua, anh cũng chỉ tham dự ở khán đài. Chia sẻ về huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Terzic đã nói, như tôi được biết, huấn luyện viên của Việt Nam từng huấn luyện U23. Các bạn đã phát triển đội tuyển trẻ, song với một đội tuyển lớn, tôi đã xem các trận đấu các bạn trước đây. Cầu thủ chơi rất tự tin và gặt hái được kết quả tốt. Tôi tin trận gặp Dortmund sẽ là một thử thách rất tốt cho các bạn trước kỳ AFF Cup 2022. Trong khi đó, trung vệ Mats Hummels đã hào hức trước trận. Khi người hâm mộ tới sân cổ vũ cho câu lạc bộ Dortmund, tôi rất vui vì các bạn dành thời gian cho chúng tôi. Tôi tôn trọng tất cả nên cũng dành thời gian chụp ảnh với người hâm mộ. Là cầu thủ chuyên nghiệp nên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đem lại niềm vui cho các cổ động viên. Mùa giải trước rất khó khăn với tôi nhưng bây giờ thì rất vui và tận hưởng đang chơi bóng cùng với câu lạc bộ. Tôi rất thích cà phê dù hơi ngọt, tôi cũng rất thích phở ở Việt Nam. Tôi sẽ có nhiều trải nghiệm dù thời gian ngắn ở đất nước của các bạn, anh chia sẻ. Dortmund thành lập năm 1909 và từng 8 lần giành chức vô địch Bundesliga, một UEFA Champions League, một siêu cúp châu Âu, sở hữu sân bóng cuồng nhiệt nhất thế giới là Singa Iduna Park. Dortmund cũng là mạnh nhất về tiền đạo trẻ với nhiều cầu thủ đã thành danh. Ngôi sao Erling Haaland cũng đã chọn Dortmund làm điểm đến để mài giũa trước khi cập bến Man City hè này.